giờ mình lên mình coi cái máy bị mắc lầy sao, nó kéo lên sao đây. Ngay chỗ này là cái mương sao bị mắc lầy trời. Rồi Vũ Long An, Vũ yêu của Bình Quang Vũ, chào các chị các bạn nha. Mình lo coi coi cái máy này mắc lầy sao đây. Kéo đó, nó giật kìa. Máy đi mắc lầy. Trời ơi, lầy lội luôn. Kìa, lên ga. Dứt. Đó, lên này kìa. Trời, bẻ ghê, lôi lên luôn. Ô. Trời ơi, nguyên bài. Đây là dễ bắt lầy, nó không có nước. Cái này là phải có cống nhum hả? Cống thường hả? Cống nhum. Nhum nó đen lắm rồi anh. Trời ơi. Cái này gì làm vậy anh ta? Kìa, nướng nào. Trời ơi, nó nóng cái rơ mà trời. Máy khỏe không? Giật cái phạt cái này lên nè. Má ơi. Trời ơi, nó quến vô kìa. Ờ, bữa nào rảnh đi. Trời ơi, ngay chỗ này cái lỗ to lắm, sao mà xuống cái nằm luôn. Cái này bởi không có nước, dễ lúng, dễ lầy. Xuống nè hả, xuống chỗ xuống lỗ đó nữa hả. Lên đi, trời ơi. Trời ơi, trượt luôn kìa. Oh. Trời ơi. Cái chỗ này chắc lỗ bom gì trời. Rồi. Má ơi. Xuống đó cái hình luôn. Đây cái lỗ kìa. Đó. Giờ nó lên đây cắt. Cái máy này nó khỏe thì nó giật cái bắt cái này lên. Lên đây. Ôi ôi. Cái máy khỏe ghê. Lầm lúa bỏ vô. Điểm, điểm bao. Dạ, quay cho bạn, bạn coi cho cô. Dạ. Ở đây cô được nhiều đúng không? Này mấy công? Hai công hả? Tới mía đó khác hả? Bên đây lúng hả? Giờ bỏ gì nào cắt qua tết cắt hả? Bỏ ra kêu cắt tay chứ gì. Tay chở được vừa đạp, muốn tới xuống. Giờ cắt nó bữa. Trời ơi. Máy nó lúc, trời nó lúc. Mình không bơm nước ra hết được rồi. Ừ, bạn bơm nó ngon, nó bơm rồi. Trời ơi. Bởi vậy mùa này ông nó cắt nó tiền nước rồi. Rồi, trụ tiền nước luôn. Cái máy thì kéo lên chắc luôn rồi. Rồi còn khúc này là nó không dám xuống nữa hả? Trời ơi. Dạ, nó lên lên trời nó đậu luôn rồi kìa. Vậy thôi để nước nước luôn là nó chạy được, còn không còn đít đít về nó chạy không được. Coi chừng cán lên mau lúa trời. Đó đó đó. Trời ơi. Ông lấy mau lúa làm cục kê. Trời ơi, máy khỏe vậy trời. Máy khỏe không? Nó giật cái phạt cái máy kia lên liền. Trời ông kia em đi chích cá nữa kìa, nước chích cái gì. Ruộng không queo đi chích gì trời. Ruộng không queo không đi chích gì ta. Ruộng không queo không đi chích gì. Rồi cái máy này sao đây? Nghỉ cắt nữa hả? Trời ơi, chịu rồi. Cắt lẹ về tốt về chứ. Giờ đậu tích nghỉ luôn hay sao đây?
Rồi cái máy kia nó không xuống nữa kìa. Giờ đi theo máy nào đây? Trời ơi, hai con nè, đi xe 70 không à. Nè, ngoài kia hai con nữa kìa. Hai con qua đám đó kìa. Đó các bạn, hai con kìa. Đó, hai con nó đậu cái đám đó rồi. Rồi cái con này nó cắt rồi nè. Ruộng này nó đầy ghê. Đây là nó hoài vô một lỗ. Không, đầy ghê. Trời ơi, khổ thân. Chạy bên đó nó không lầy, lầy ở chỗ này. Cái này, này nuôi lầy. Nó đi xe 10, 60 là thua nha. Mà 60 triệu nổi. Rồi cái đám này là bỏ rồi đó. Chắc cái đám bên kia. Bên kia ngay chỗ anh mở xanh là cái đám ruộng bà ở cái bờ. Cái đám này lầy rồi, dắp xuống rồi. Lái máy cắt mà không hello nữa kìa. Đó, ông lái máy cắt đó. Trời ơi, cái máy nó chạy nó kêu, cái này nó ghê, nó lên ga. Trời ơi, bàn. Chạy gớm, chạy xe tăng. Cầu lúa, máy cái lúa. Rồi, còn cái máy này giờ nó cắt ở đâu đây? Ờ, ruộng khô queo rồi, chích gì anh? Chích chuột hả? lúc này là mấy con lươn mà anh Đồng Dũng hả? Rồi cái ông này ông chạy qua cắt đám nào đi? Đây cái luôn à, gọi đám này là thua rồi hả? Đám này là bó gói rồi đó. Trời ơi, nó quết gì? Dốt rồi, xuống đặng của 16 con đụ của vô phương của vô. Băng hai đầu. Băng hai đầu. Chạy mấy cô lúa chạy kìa. Hả? Long An dấu yêu. Sao nữa? Ông đừng chửi tôi nghe. Rồi sao chưa bò qua nữa hả? Chưa bò qua hả? Chừng nào mới bò? À chưa có bao. Chắc là bò qua. Nhầm đầu trong đất rồi. Con gì vậy? Con gì? Long An dấu yêu. Dạ. Hello anh em. Dạ. Anh tên gì? Cú Quẹo. Cú Quẹo hả? Cú Quẹo. Hả? Cái đó mày lạ đọc nghe.
Người ta là cua thẳng không mà có cua quẹo. Cua quẹo chạy máy cua ta nè. À. À, ở đây là toàn là 70 không hả? Có cái nào 105 không? 105 mà bỏ cưng mình đó. Đâu mà mai mình cắt đâu anh? Về ăn Tết rồi hả? Ăn Tết chưa? Mai ăn Tết chưa? Em 7 ngày Tết. Rồi mai cắt đâu? Để biết đi theo coi. Hả? Mai chạy đây nè. Anh này. Chạy lộ là 2 á, biết lộ là 2 không? Biết. Lộ 2 xuống dốc cầu kinh cầu 2 nè. Cái đường mà đốc Bình Chiều ra hả? Nè, đường kinh này nè, kinh cầu kinh cầu 2 đây lại. À, rồi rồi. Chạy ra chạy vô trống á, mấy bà ông ấy mày bà ông ấy cắt đây. Dạ. Tại con không biết tối ngủ đây luôn. Tối nào mà chạy ngủ. Rồi giờ ở dưới Long An phải còn nước á. Cái nước rượu mẹ cho bá, chừng hãng nó nước chuột á. Thank you.